Hoa Lan Quân Phương xin kính chào các bác, cô chú, anh chị em đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên tối ngày 12 tháng 11 năm 2023. Em tiếp tục lên cái video chia sẻ đến các bác một số các mặt hàng như là cát sổ số, kiếm sọc và một số cái combo đơn lan kiếm. Số điện thoại liên hệ của nhà vườn là số 0868 357 345 và số 0356 726 889. Thì để không làm mất thời gian của các bác thì em đi chi tiết vào từng đơn luôn. Đầu tiên đó là em chia sẻ cái đơn là cắt sọc. Thì hôm qua em cũng có lên cái video chia sẻ một số cái đơn cắt rồi, thì cái mã đang còn. Để tiếp tục hôm nay em lên ba cái mã tiếp theo. Cái cắt này thì em sưu tầm lại của cái bác ấy thì là có nói là cái mặt hoa đẹp, và khi sưu tầm là các bác nó có sưu tầm là 500.000 một cái lá này. Tuy nhiên thì cái quá trình thì để bị mất cái ảnh mặt hoa rồi ấy, nên là em không cho các bác xem cái mặt hoa được. Còn cái này là bán với bằng cái niềm tin, bằng cái sự thật. Đó là những cái bác nếu mà khuyến khích những cái bác khách hàng là quen thân thiết với nhà vườn đã sưu tầm qua bao nhiêu năm nay, các bác đã có niềm tin với nhà vườn thì có thể sưu tầm. Đấy. Vì tình ngay lý gian, nói gì thì nói mà không đưa ra được cái mặt hoa thì có thể là khách hàng mới sẽ không tin. Nhưng mà đối với những cái khách hàng cũ của Phong Lan Quân Phương thì chắc chắn rằng là các bác sẽ tin những cái gì em nói. Thì cái đơn cắt đầu tiên cũng là cái mã số 2 các bác nhé. Đơn này ba thân bé thôi, và đang có một con này. Em chia sẻ các bác là 250k. Để các bác sưu tầm về chờ hoa để kiểm chứng luôn cái gì Phong Lan Quân Phương nói là đúng hay là sai. Tất nhiên thì 250.000 cũng không phải là quá đắt cho một cái đơn cát này. Đơn hàng ngày em sẽ bao ship các bác nhé. Đơn cát số 2. Đơn cát số 2 em cũng chia sẻ các bác là 250.000. À, đơn cát số 3. Mã số 3. 250.000. Các cái này là có mèo hoa rồi. Các bác chuẩn bị sưu tầm để ngắm. Mã số 3 là đơn số 4. Đơn này em cũng chia sẻ các bác là 250.000 luôn. Đấy. Em chia sẻ ba cái đơn cát mặt hoa đẹp nhưng mà hiện tại là đang bị đánh mất mặt hoa rồi. Đồng giá 250.000. Tiếp theo em đi hai cái đơn cắt sổ số. Hai cái đơn cắt sổ số này em chia sẻ đồng giá là 280k. Cái này thì chưa biết mặt hoa này. Đơn này cái này. Đồng giá 280k cho một chậu các bác nhé. Đây đang có mèo nụ rồi này. Chậu này cũng 280k. Đấy là cát. Em chia sẻ tiếp là có một cái đơn tam bảo sắc xếp. Cái này là của tổ chùa ở Điện Biên này. Hiện tại thì đúng thực sự là lấy về là mất 250 với cả ship này. Thôi bây giờ thì chia sẻ cho các bác 280.000 em bao ship nhé. Cây thì bắt đầu ra rễ rồi các bác này. Em mới lấy về được 10 ngày, tầm 10 ngày đấy. Thì các bác chốt đơn thì em sẽ bóc ra khỏi chậu, em gửi cho các bác 280.000. Đơn tam bảo sắc lát xếp của tổ chùa Điện Biên. Đỏ Mỹ thì em chia sẻ cái đơn này. Một thân. Một măng lớn và bên này có một mầm. Đơn này là 1.350.000. Cây mới vào chậu, em bỏ chậu bóc tiếp. Sang cái mặt hàng tiếp theo đó là đỏ kim cương. Đỏ kim cương này em còn hai đơn. Đơn này là một thân và một măng lớn. Măng này xẻ lá tính thành hai đầu cũng được rồi. Đơn này chia sẻ cho các bác là 500.000. Đơn đỏ kim cương số 2. Đơn này thì bé hơn. Chia sẻ các bác là 380. Đấy, đó là đỏ kim cương. Kiếm sọc phát tài thì em chia sẻ hai đơn. Hàng rừng luôn các bác nhá.
Đơn này thì có chút lỗi lá này. Đơn số 1 của kiếm sọc 500.000. Lỗi lá bớt cho các bác. Về sưu tầm làm giống. Đơn kiếm sọc số 2 850.000. Sọc đầu ổn định rồi các bác nhé. Mấy cái đơn kiếm sọc em qua mấy hôm nay là cùng một chỗ tách ra đấy. Đời mẹ đời con là sọc rất là ổn định rồi. Và cũng chưa có hoa nhé. Đấy, các bác sưu tầm phải làm giống. Đơn số 1 500. Đơn số 2 850. Tiếp theo là em đi cái combo một số cái đơn lan kiếm. Combo thì em có thể sắp xếp giữa tiên vũ và lô hội. Hoặc là trong cái quá trình em quay các cái đơn combo thì các bác có thể đổi đơn. Có nghĩa là ví dụ như em lên một cái xanh Huế và hồng Văn Giang, và một cái trắng Minh Tuyết và hồng Văn Giang, thì các bác có thể đổi thành xanh Huế và trắng Minh Tuyết hoặc là các cái đơn khác. Thì cái combo này em sẽ đồng giá là 130.000 cho hai đơn, và em bỏ chậu bao ship. Combo số 1 là một chậu hồng Văn Giang hai thân, và một thân xanh Huế, một thân một măng. Đấy. 130.000. Combo số 2 là một chậu hồng Văn Giang hai thân hai măng, và một chậu trắng Minh Tuyết một thân một măng, 130.000. Combo số 3 đó là đơn hồng Hưng Yên. Đấy, đơn hồng Hưng Yên em vẫn đang chia sẻ 150 đấy các bác. Và cái đơn vàng Anh, bên này một măng và bên này, bên nách lá này có một măng nữa này. Hồng Hưng Yên và vàng Anh, combo số 3 130.000. Combo số 4 là một đơn xanh Huế một thân hai măng, hai măng lớn nó nằm bên cái nách này, và một một thân ba măng vàng Tây Ninh, 130.000. Combo số 5 đó là một đơn hồng Văn Giang hai thân một măng, và một đơn Điểu Khánh, 130.000. Combo số 6 đó là một đơn vàng Tây Ninh và một đơn trắng Điện Biên. Một đơn vàng Tây Ninh và một đơn trắng Điện Biên, 130.000. Và cái combo cuối cùng đó là đơn trắng Quảng Bình, lô hội trắng Quảng Bình, và đơn Tiểu Giang 89, 130.000. Phan Chí thì em có một cái đơn này. Phan Chí thì em có một đơn này, một thân này, hai thân này các bác nhé. Này hai thân. Tơ tít vào mới đẻ thân này mới hoàn thiện. Đơn này thì 680.000. Một cái đơn Phan Chí này. Không lỗi lầm. Đơn Phan Chí số 2 là một chậu 5 thân, một măng này. Măng lớn này, một măng bé. Ba măng, năm thân ba măng. Đơn này các bác nhận cả xe thì em chia sẻ là 1.800.000 cả chậu luôn, các bác chịu phí cước xe. Năm thân thì mình tính 4 thân, thân già này không tính này. Đấy. Ngoài ra cái thân con này có một cái chút cái lỗi côn trùng đó, không ảnh hưởng các bác nhé. Và chuẩn chỉnh là Phan Chí láng. Đấy, là vì trên một chậu này. Đấy, các cái con đời sau nó không bị côn trùng đốt, lửa da láng tít luôn này các bác này. Đấy, để thể hiện được là một cái chậu Phan Chí láng các bác nhé, chứ không có nhìn thấy cái lá này lại tưởng là sần. Sần thì không bao giờ có cái lá này. Mình chia sẻ là 1.800.000 cho cái chậu Phan Chí này. Còn cái chậu Phan Chí này thì hai thân hai măng, một măng lớn một măng bé, trồng trên chậu Đồng Nai. Chia sẻ các bác là 1.500.000. Các bác mà bỏ chậu thì 1.100.000. Thì hôm nay cái video em có lên chia sẻ đến các bác một số cái mặt hàng trên. Rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video của Phong Lan Quân Phương. Em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.